Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 7 sách cánh diều qua sách bài tập. Bài tập cuối chương 5, tiết 2. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trong video hôm nay, các em sang bài tập 31. Bốn học sinh An, Bình, Minh, Hằng đã sắp xếp thời gian luyện tập cho giải bóng rổ năng khiếu. Biểu đồ ở hình 23 biểu diễn thời gian luyện tập trong ngày của bốn bạn đó. A. Lập bảng số liệu thống kê thời gian luyện tập của bốn học sinh trên theo mẫu sau. Rồi, trước hết là các em kẻ bảng theo mẫu này. Học sinh, thời gian luyện tập tính bằng phút. Các em quan sát biểu đồ ở hình 23 biểu diễn thời gian luyện tập trong ngày của bốn bạn An, Bình, Minh, Hằng. Học sinh, thời gian luyện tập tính là phút. An là 60 phút đúng không? Một ngày An luyện tập 60 phút. Một ngày Bình luyện tập 70 phút. Minh là 50 phút. Và Hằng là 45 phút. Được chưa? B. Tính tỷ số giữa thời gian luyện tập của bạn Bình với tổng thời gian luyện tập của ba bạn An, Minh, Hằng. Thời gian luyện tập của bạn Bình là 70 phút. Rồi tiếp theo là các em tính tổng thời gian luyện tập của ba bạn An, Minh, Hằng. An là 60 phút, Minh là 50 phút và Hằng là 45 phút. Các em tính 60 cộng 50 cộng với 45. Được chưa? Rồi trước hết là các em tính tổng thời gian luyện tập của ba bạn An, Minh, Hằng. 60 cộng 50 cộng 45 bằng bao nhiêu? Bằng 155 phút, đúng không? Như vậy tỷ số giữa thời gian luyện tập của bạn Bình với tổng thời gian luyện tập của ba bạn An, Minh, Hằng là. Tính tỷ số giữa hai số A và B thì các em lấy A chia B, đúng không? Tỷ số giữa thời gian luyện tập của bạn Bình với tổng thời gian luyện tập của ba bạn thì các em lấy thời gian luyện tập của bạn Bình là 70 phút chia cho tổng thời gian luyện tập của ba bạn là 155. Tỷ số thì các em để dưới dạng phân số. Rồi, phân số này chưa tối giản, vậy các em sẽ rút gọn phân số này bằng cách là chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng. Ước chung lớn nhất của 70 và 155 là 5. 70 chia 5 bằng 14. 155 chia 5 bằng 31. Đây chính là tỷ số mà chúng ta cần tìm. C. Thời gian luyện tập của bạn Hằng bằng bao nhiêu phần trăm thời gian luyện tập của bạn An? Tức là các em tìm tỷ số phần trăm thời gian luyện tập của bạn Hằng và thời gian luyện tập của bạn An. Được chưa? Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số A và B thì các em lấy A nhân với 100 chia cho B và thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Tỷ số phần trăm của thời gian luyện tập của bạn Hằng và thời gian luyện tập của bạn An là. Rồi, các em lấy thời gian luyện tập của bạn Hằng là 45 nhân với 100 chia cho thời gian luyện tập của bạn An là 60. Sau đó các em thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Và chúng ta tính được kết quả bằng 75%. Như vậy các em trả lời là thời gian luyện tập của bạn Hằng bằng 75% thời gian luyện tập của bạn An. Được chưa? Rồi các em trả lời thời gian luyện tập của bạn Hằng bằng 75% thời gian luyện tập của bạn An. Tiếp theo là các em sang bài tập 32. Biểu đồ cột kép ở hình 24. Các em quan sát biểu đồ cột kép ở hình 24. Biểu diễn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Indonesia trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Rồi số tiền ở đây là tính theo đơn vị là triệu đô la Mỹ. Rồi các em quan sát
các năm. Số tiền tính theo đơn vị là triệu đô la Mỹ. Và các em quan sát ghi chú, cột màu đậm là nhập khẩu và cột màu nhạt là xuất khẩu. Được chưa? E. Lập bảng số liệu thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Indonesia theo mẫu sau. Các em quan sát bảng mẫu. Kim ngạch nhập khẩu tính theo đơn vị là triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu tính theo đơn vị là triệu đô la Mỹ. Rồi các em quan sát biểu đồ. Cột màu đậm là nhập khẩu, cột màu nhạt là xuất khẩu. Năm 2016, kim ngạch nhập khẩu là cột màu đậm, nhập khẩu là 2.990,6 triệu đô la Mỹ. Còn xuất khẩu là cột màu nhạt, 2.617,9 triệu đô la Mỹ. Rồi tương tự năm 2017, nhập khẩu là 3.660,4, xuất khẩu là 2.862,6. Năm 2018, nhập khẩu là 4.936,8, xuất khẩu là 3.533,7. Năm 2019, nhập khẩu là 5.720,3, xuất khẩu là 3.369,2. Được chưa? Rồi năm 2020, nhập khẩu là 5.381,8, xuất khẩu là 2.826,1. B. Trong năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia gấp bao nhiêu lần kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia, và các em làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Rồi các em quan sát bảng thống kê. Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia là 5.381,8 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu trong năm này là 2.826,1. Vậy muốn biết gấp bao nhiêu lần thì các em lấy nhập khẩu chia cho xuất khẩu, đúng không? Lấy nhập khẩu chia cho xuất khẩu. Trong năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia gấp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia số lần là. Muốn biết nhập khẩu gấp bao nhiêu lần xuất khẩu thì các em lấy nhập khẩu chia cho xuất khẩu. Nhập khẩu là 5.381,8. Chia cho xuất khẩu là 2.826,1. Tức là các em tìm tỷ số của hai số này. Rồi, chúng ta bấm máy tính thì được kết quả là một dãy số như thế này. Đúng không? Ở đây các em làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Tức là hàng làm tròn ở đây là hàng đơn vị. Hàng làm tròn là 1. Sau 1 là 9, nó lớn hơn 5. Vậy, chúng ta làm tròn lên 2. Đúng không? Xấp xỉ là 2 lần. Rồi tiếp theo là các em sang câu C. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 bằng bao nhiêu phần trăm tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, và các em làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Rồi như vậy trước hết là các em phải tính tổng kim ngạch xuất khẩu. Được chưa? Sau đó là các em tính tổng kim ngạch nhập khẩu bằng bao nhiêu phần trăm thì các em tìm tỷ số phần trăm của hai số này. Đúng không? Muốn biết A bằng bao nhiêu phần trăm B thì các em tìm tỷ số phần trăm của A và B. Được chưa? Rồi trước hết là các em tính tổng kim ngạch xuất khẩu này. Tức là các em cộng các số ở hàng dưới này. Sau đó là các em tính tổng kim ngạch nhập khẩu này. Các em cộng tất cả các số ở hàng trên lại. Được chưa? Sau đó là các em tìm tỷ số phần trăm của hai kết quả mà chúng ta vừa tìm được.
Các em đã hình dung được chưa? Rồi, trước hết là các em tính tổng kim ngạch xuất khẩu trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Chúng ta cộng tất cả lại. Và các em tính được kết quả bằng bao nhiêu? Có đúng bằng 15.209,5 triệu đô la Mỹ không? Tương tự các em tính tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 thì các em cũng cộng tất cả các số lại. Chúng ta tính được bằng 22.698,9 triệu đô la Mỹ. Được chưa? Muốn biết bằng bao nhiêu phần trăm, tức là xuất khẩu bằng bao nhiêu phần trăm nhập khẩu, đúng không? Xuất khẩu này bằng bao nhiêu phần trăm nhập khẩu thì các em tìm tỷ số phần trăm của xuất khẩu và nhập khẩu. Được chưa? Các em tìm tỷ số phần trăm của xuất khẩu và nhập khẩu. Tỷ số phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 là các em tìm tỷ số phần trăm của xuất khẩu và nhập khẩu, được chưa? Các em lấy xuất khẩu này nhân với 100 chia cho nhập khẩu này, thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Rồi các em tính xem chúng ta tính được kết quả bao nhiêu. À, chúng ta bấm máy tính thì được cái số này. Ở đây các em làm tròn đến hàng đơn vị. Hàng đơn vị của số này là 7 đúng không? Sau 7 là 0. Sau 7 là 0 thì chúng ta giữ nguyên hàng đơn vị. Tức là xấp xỉ là 67%. Phần tập phân còn lại các em bỏ đi. Xấp xỉ là 67%, được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 33. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình 25. Các em quan sát hình 25. Biểu diễn số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong các năm 2016 đến 2019. Từ 2016 đến 2019. A. Số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017? Và các em làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Rồi các em quan sát biểu đồ. Trục ngang là biểu diễn năm này, trục đứng là biểu diễn số tiền, tính theo đơn vị là tỷ đô la Mỹ này. Số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2018. 2018 là 36,4 tỷ đô la Mỹ. Giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017? 2017 là 37,1 tỷ đô la Mỹ. 36,4 mà so với 37,1 là giảm đúng không? Cụ thể người ta hỏi là giảm bao nhiêu phần trăm? Muốn biết giảm bao nhiêu phần trăm thì trước hết là các em phải tìm tỷ số phần trăm của 36,4 và 37,1. Xem nó là bao nhiêu phần trăm. Được chưa? Các em tìm tỷ số phần trăm của hai cái số này, của 36,4 và 37,1. Tức là các em tìm tỷ số phần trăm số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 so với năm 2017. Được chưa? Các em lấy năm 2018 nhân với 100 chia cho 2017. Tức là lấy 36,4 nhân 100 chia 37,1 thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Rồi bấm máy tính thì chúng ta được kết quả là cái số này. Các em làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Chữ số ở hàng phần trăm của số tập phân này là 1. Sau 1 là 3, nhỏ hơn 5. Nhỏ hơn 5 thì các em giữ nguyên hàng làm tròn. Tức là xấp xỉ là 98,11. Xấp xỉ là 98,11. Nếu không giảm thì cái tỷ số phần trăm này là 100%. Được chưa? Nhưng vì nó giảm cho nên tỷ số phần trăm này nó chỉ còn là 98,11% thôi. Như vậy là nó giảm bao nhiêu phần trăm? Đang từ 100% mà giảm xuống 98,11%. Vậy số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 giảm
À, các em lấy 100% trừ đi 98,11% bằng 1,89%. Tức là giảm 1,89% so với năm 2017. Được chưa? Rồi câu B. Số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016? Và các em làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Năm 2016 là 26,9 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019 là 38,9 tỷ đô la Mỹ. Như vậy năm 2019 so với năm 2016 là tăng, đúng không? Đang từ 26,9 lên 38,9 là tăng. Cụ thể là tăng bao nhiêu phần trăm? Thì chúng ta làm tương tự như câu E. Trước hết là các em tìm tỷ số phần trăm, tìm tỷ số phần trăm của 38,9 và 26,9. Được chưa? Các em tìm tỷ số phần trăm số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2019 và số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2016. Được chưa? Tức là các em tìm tỷ số phần trăm của 38,9 và 26,9. Tỷ số phần trăm số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2019 so với năm 2016 là các em lấy 2019 nhân 100 chia 2016, đúng không? 2019 là 38,9 này nhân với 100 này chia cho 2016 tức là chia cho 26,9 này. Thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau này. Chúng ta bấm máy tính thì được kết quả là cái số này. Các em làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Chữ số hàng phần trăm của số này là 0. Sau 0 là 9, 9 lớn hơn 5. Vậy các em lấy hàng làm tròn cộng thêm 1. Tức là chúng ta được kết quả xấp xỉ là 144,61%. Được chưa? Rồi, chúng ta biết là đang từ 100% mà tăng lên 144,61%. Như vậy là tăng bao nhiêu phần trăm? Muốn biết tăng bao nhiêu phần trăm thì các em lấy 144,61% trừ đi 100%. Rồi, vậy số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2019 tăng 144,61% trừ đi 100% bằng 44,61% so với năm 2016. Tiếp theo là các em sang bài tập 34. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần, tính xác suất của mỗi biến cố sau. A. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 5. Rồi, các em biết là muốn tính xác suất của một biến cố thì các em lấy số kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra. Đầu tiên là các em tính số kết quả có thể xảy ra trước. Khi chúng ta gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần thì tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là vì con xúc xắc nó có 6 mặt và có số chấm lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho nên các kết quả có thể xảy ra là chúng ta có thể gieo được mặt 1 chấm, cũng có thể gieo được mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm hoặc là mặt 6 chấm. Và tất nhiên là không thể gieo được mặt 7 chấm bởi vì con xúc xắc này nó không có mặt nào là 7 chấm. Được chưa? Đây là các kết quả có thể xảy ra. Tập hợp A này có tất cả là 6 phần tử. Số phần tử của tập hợp A là 6. Như vậy có 6 kết quả có thể xảy ra. Bây giờ các em sẽ tính số kết quả thuận lợi cho biến cố này. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước số của 5. Rồi các em suy nghĩ xem là các số từ 1 đến 6 thì những số nào là ước số của 5? À, ước số của 5 thì chỉ là 1 và 5 thôi đúng không? Như vậy là có mấy kết quả thuận lợi? À, có hai kết quả thuận lợi cho biến cố. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước số của 5. Đó chính là mặt 1 chấm và mặt 5 chấm. Có hai kết quả thuận lợi, trong khi đó có 6 kết quả có thể xảy ra. Vì thế xác suất của biến cố đó là các em lấy số kết quả thuận lợi là 2 chia cho số kết quả có thể xảy ra là 6. 2 phần 6 các em rút gọn đi. 2 chia 2 bằng 1, 6 chia 2 bằng 3.
Vậy xác suất của biến cố đó là 1 phần 3. Tiếp theo là các em tính xác suất của biến cố. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn không chia hết cho 4. Rồi các em suy nghĩ xem là trong các số từ 1 đến 6, số nào là số chẵn không chia hết cho 4? Số chẵn không chia hết cho 4 là 2, đúng không? 2 và 6. Đây là hai số chẵn không chia hết cho 4. Như vậy là có mấy kết quả thuận lợi cho biến cố này? Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố này. Có hai kết quả thuận lợi cho biến cố. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn không chia hết cho 4, đó chính là mặt 2 chấm và mặt 6 chấm. Được chưa? Có hai kết quả thuận lợi, trong khi đó có 6 kết quả có thể xảy ra. Tương tự như câu A, chúng ta có xác suất của biến cố đó là 2/6. Rút gọn, ta được phân số 1/3. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi phần tiếp theo được thầy giáo đặt trong phần sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.